Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6 trang 58 đề bài như sau. Thứ nhất, các em hãy quan sát các loại củ, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân. Thứ hai, kiểm tra cẩn thận các loại củ và phân loại chúng thành các nhóm dựa trên vị trí của nó so với mặt đất hoặc là so với hình dạng của các củ. Thứ ba, đó là quan sát củ rong ta và củ gừng, tìm những đặc điểm giống nhau giữa chúng. Thứ tư, quan sát kỹ củ su hào và củ khoai tây, hãy ghi lại những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng. Cuối cùng, các em hãy kiểm tra lại bằng cách xem và đối chiếu với hình 18.1. Như các em đã biết, thì thân cũng có những biến dạng giống như là rễ. Vậy để trả lời được các câu hỏi này, các em hãy quan sát thật kỹ đặc điểm bên ngoài của các loại, của các mẫu vật mà chúng ta đã chuẩn bị để lần lượt trả lời các câu hỏi của đề bài. Sau đây, cô và các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. Thứ nhất, những đặc điểm chứng tỏ các củ của chúng ta chuẩn bị là thân mà không phải là rễ, đó là đặc điểm mang chồi, mang lá hoặc là có diệp lục. Thứ hai, dựa vào bộ mẫu vật, cô có thể phân loại chúng thành 3 loại. Thứ nhất là thân rễ nằm dưới mặt đất, ví dụ như là củ gừng hay củ rong ta. Loại thứ hai là thân củ nằm trên mặt đất, ví dụ như củ su hào. Loại thứ ba đó là thân củ nằm dưới mặt đất, ví dụ như củ khoai tây. Những đặc điểm giống nhau giữa củ gừng và củ rong ta đó là chúng đều nằm ở dưới mặt đất và không có chứa diệp lục, có các lớp vỏ màu nâu bao bọc bên ngoài. So sánh giữa củ khoai tây với củ su hào, các em có thể đưa ra đặc điểm giống nhau đó là chúng đều là thân, có diệp lục. Chúng ta để ý là khi để củ khoai tây ở gần ánh sáng thì chúng ta sẽ thấy củ khoai tây có màu xanh. Đặc điểm khác nhau đó là củ su hào thì nằm trên mặt đất, còn củ khoai tây thì nằm dưới mặt đất. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6 trang 58.